Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm G20 ở Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp ngắn khoảng 10 phút. Đây là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine. Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken kêu gọi Nga đảo ngược quyết định đình chỉ hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược New START, thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa hai cường quốc này. Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh rằng hiệp ước này vì lợi ích của cả Mỹ và Nga cũng như an ninh quốc tế trong bối cảnh thế giới mong đợi hai nước hành xử có trách nhiệm khi đề cập tới an ninh hạt nhân